sẽ để trưởng thành. À, tôi hiểu mọi chuyện rồi cô giáo. Cảm ơn cô đã quan tâm đến bọn trẻ như vậy. Dạ, chào cô. Ba ơi, ba xem con mang gì vậy nè. Tuyệt quá con trai, con lại tự phá kỷ lục của chính mình rồi. 3 năm liền đều đứng nhất giải cờ vua của thành phố. Ba biết không, cho dù giải thưởng đã được thông báo cả tuần nay rồi, nhưng hôm nay khi được trao giải, được cầm cái cúp trên tay, con vẫn thấy tự hào lắm ba ơi. Còn gì nữa không con trai? Kể ba nghe xem nào. Khi con về đến lớp, cô giáo tiếp tục tuyên dương con trước cả lớp. Ai nấy đều trầm trồ khen ngợi con là thiên tài, là người giỏi nhất đó. Vậy chắc sẽ có nhiều bạn muốn được con dạy chơi cờ vua lắm ha. Con trai ba giỏi vậy mà. Có ba ơi, có cậu bạn Jack phiền phức lắm ba. Cậu ấy thành tích học tập rất kém, nhưng lại thích chơi cờ vua như con. Cậu ấy ngỏ ý muốn cùng con chơi để tiến bộ. Vậy con đã trả lời thế nào? Tất nhiên là con từ chối rồi ba. Con nói là con bận học nên không có thời gian giúp bạn ấy. À, ba thấy con rất thông minh. Việc học của con đâu mất thời gian vậy, Tôm? Dạ, tất nhiên là vậy rồi. Nhưng tại sao trong khi con có thể đi chơi, xem tivi, nghỉ ngơi thì con lại phải bỏ thời gian giúp đỡ bạn ấy? Chuyện đó phiền phức lắm. À, một con chim sẻ đang bay theo đàn kìa. Ngày nào đàn chim sẻ cũng ríu rít ở giường của ba, nghe thiệt thích tai. Nhưng ba ơi, con thắc mắc một điều. Tại sao ba lại để đàn chim sẻ bay nhảy thỏa thích bên ngoài, còn con chim sẻ ngực đỏ này thì phải ở trong lòng? Ồ, con thắc mắc vì sao ba lại để con chim sẻ ngực đỏ này trong lòng sao? Vừa hay, ba có một câu chuyện về nó, muốn kể cho con nghe đây. Chuyện gì vậy ba? Chuyện là vào những năm 30 của thế kỷ 20. Những năm 30 của thế kỷ 20, sản phẩm của các công ty sữa giao hàng tận nhà đều là những chai sữa không có nắp đậy. Chính vì vậy, dần dần, rất nhiều sữa tươi đã trở thành đồ ăn của những loài chim sẻ, trong đó có cả chim sẻ ngực đỏ. Chúng có thể dễ dàng ăn hết lớp dán sữa đông lại trên miệng bình sữa. Điều này khiến các công ty giao sữa phải đau đầu tìm cách giải quyết. Với việc sử dụng một lớp giấy thiết vàng bọc kín miệng chai, chúng ta sẽ bảo vệ được những chai sữa trước lũ chim. Chi phí sản xuất có thể tăng lên, nhưng khách hàng sẽ hài lòng hơn về sản phẩm của chúng ta. Cách làm cải tiến này đã mang đến hiệu quả nhất định, nhưng chưa đủ lâu. 20 năm sau. Henry, con lại đang cho lũ chim ăn sữa đấy à? Mẹ ơi, kỳ lạ lắm. Những con chim sẻ khác đều biết cách dùng mỏ mở lớp giấy thiết để ăn lớp dán sữa mà chúng yêu thích. Chỉ duy có loài chim ngực đỏ là không học được cách này. Ồ, vậy hả con? Chúng ta nhanh mang sữa vào nhà cái đã, rồi mẹ và con sẽ tìm hiểu sau nhé. Dạ, lũ chim thiệt là đáng yêu mẹ ơi. Tại sao vậy hả ba? Những chú chim sẻ ngực đỏ không thông minh bằng những chú chim sẻ sao? Ồ, không con trai. Qua một thời gian quan sát và tìm hiểu, các nhà nghiên cứu cuối cùng đã phát hiện ra điều bí ẩn trong đó. Là gì hả ba? Chim sẻ vốn sống theo đàn, thường hoạt động cùng nhau. Khi một con chim sẻ tìm được cách dùng mỏ mở dây bọc, nó sẽ dạy lại các con chim khác. Trong khi đó, loài chim sẻ ngực đỏ lại có tập tính độc cư. Trong lãnh thổ của chúng, các cá thể chỉ liên kết với nhau khi có nhu cầu tìm bạn đời hoặc bảo vệ lãnh thổ khỏi kẻ xâm nhập. Vì vậy, cho dù một con chim ngực đỏ nào đó phát hiện ra cách mở giấy bọc, thì những con chim khác cũng không thể biết được. Vì vậy, có rất ít chim sẻ ngực đỏ biết cách để có thể ăn được sữa. Nhìn chim sẻ ngực đỏ có vẻ nổi bật hơn những loài chim sẻ khác, nhưng vì cách sống tách biệt và không chia sẻ mà chúng gặp phải rất nhiều bất lợi và thiệt thòi.
Động vật là như vậy, con người cũng không ngoại lệ đâu, con trai. Vì con đã thành tích xuất sắc là rất đáng mừng, nhưng bên cạnh việc phát triển bản thân, con phải biết chia sẻ những điều mình biết với mọi người xung quanh, để cùng nhau trau dồi kiến thức, tạo nên một quan hệ hỗ trợ tích cực. Nếu con không học cách chia sẻ và học hỏi từ người khác, thì sẽ có lúc con thụt lùi cho mà xem. Ba đang muốn nhắc đến chuyện gì vậy? Ba đang muốn nhắc chuyện con và cậu bạn Jack ban nãy cùng kể cho ba nghe đó. Ba nghĩ con nên giúp đỡ bạn về cả học tập và cờ vua. Biết đâu trong quá trình giúp đỡ bạn bè, con sẽ có thể nâng cao trình độ của mình, vừa học được những điều mới hơn từ bạn. Đó cũng là một cách để con rèn luyện bản thân mình nữa đó, con trai à. Chuyện này... Và quan trọng là con phải biết chia sẻ, sống chan hòa với mọi người xung quanh. Có như vậy, cuộc sống của con mới thật sự có ý nghĩa. Con có muốn như chú chim sẻ ngực đỏ kia không? Tuy đẹp rực rỡ nhưng đầy cô độc, cuộc sống sẽ rất khó khăn. Con không muốn như vậy đâu ba. Con hoàn toàn có thể sửa lại những hành động trước kia của mình với bạn. Chuyện đó đâu có khó gì, phải không nào? Dạ. Con hãy bắt đầu bằng việc thân thiện với bạn hơn và giúp đỡ bạn trong học tập, cùng rủ bạn đến câu lạc bộ cờ vua cùng con. Ba tin là con sẽ không phải rước thêm một phiền phức, mà sẽ có thêm một người bạn tốt đó, Tom. Dạ, con hiểu rồi ba. Hãy lắng nghe những